Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin rung chuyển chính trường khiến nhà đầu tư nước ngoài bán ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Ngày 17 tháng 5, VOA tiếng Việt cho hay, nhà đầu tư nước ngoài bán chứng khoán Việt Nam giữa bối cảnh bất ổn chính trị. VOA dẫn kết quả phân tích dữ liệu của một hãng tin quốc tế cho hay, các nhà đầu tư nước ngoài đã giảm đến gần 2 tỷ USD đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán chính của Việt Nam kể từ đầu năm 2023, bất chấp mức tăng khả quan của thị trường, với dòng vốn rút ra lớn nhất được ghi nhận trong những tuần biến động chính trị. Hình ảnh bản tin trên VOA. VOA nhận xét, Việt Nam do Cộng sản cai trị đã rơi vào tình trạng hỗn loạn chính trị chưa từng có trong 2 năm qua, với hàng ngàn quan chức và giám đốc điều hành doanh nghiệp bị truy tố trong một chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng, dẫn đến việc hai chủ tịch nước và chủ tịch quốc hội từ chức. Theo VOA, đấu đá nội bộ làm chậm đáng kể hoạt động điều hành, trì hoãn việc phê duyệt các dự án và găm giữ hàng tỷ đô la trong các quỹ công và nước ngoài, khiến cho các nhà đầu tư nước ngoài lo lắng về tác động của sự bế tắc trong nguồn cung cấp điện. Không có nơi nào mà sự lo lắng của người nước ngoài rõ ràng hơn ở thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, điểm giao dịch lớn nhất Việt Nam. Vẫn theo VOA, dữ liệu thị trường chứng khoán cho thấy bất chấp mức tăng 22% của thị trường trị giá 200 tỷ USD kể từ đầu năm 2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã cắt giảm đầu tư vào thị trường chứng khoán với việc bán cổ phiếu, quỹ đầu tư và trái phiếu trị giá khoảng 2 tỷ USD trong cùng kỳ. Từ đầu năm đến nay, giá trị bán ròng của khối ngoại đã vượt qua mốc 25.000 tỷ đồng. VOA cho biết, một nửa dòng tiền chảy ra đó diễn ra trong năm nay, với doanh số bán vượt quá lượng mua vào 17 trong số 20 tuần, tính đến thời điểm hiện tại, trùng khớp với khoảng thời gian có những tin tức chính trị tồi tệ, dữ liệu cho thấy. Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng lượng cổ phiếu trị giá 4,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 184,7 triệu USD trong tuần lễ bắt đầu từ ngày 25 tháng 3, tuần tồi tệ nhất từ đầu năm đến nay. Đó là thời điểm ngay sau khi Chủ tịch nước Việt Nam Võ Văn Thưởng từ chức vào ngày 20 tháng 3 do bị đảng cáo buộc về những hành vi sai trái không được nêu rõ. VOA tiếp tục cho hay, tuần lễ sau khi ông Huệ từ chức là tuần lễ tồi tệ thứ hai với tổng bán ròng 3,18 nghìn tỷ đồng. Tệ thứ ba là tuần trước đó với dòng vốn chảy ra trị giá 3,14 nghìn tỷ đồng. Tuần làm việc trọn vẹn đầu tiên sau khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ từ chức vào ngày 26 tháng 4. Chỉ riêng tháng 3 năm 2024, thời điểm ông Thưởng từ chức, khối ngoại đã bán ròng hơn 11.000 tỷ đồng trên HOSE. VOA dẫn nhận định của ông Barry Dering của quỹ đầu tư Phần Lan Bin Elite Fund hoạt động tại Việt Nam cho hay, rung chuyển chính trị dường như không làm khuấy động các nhà đầu tư trong nước vào lúc này, nhưng tôi cảm thấy nó có tác động đến các nhà đầu tư nước ngoài. VOA dẫn hai trong số những công ty môi giới lớn nhất ở Việt Nam là Mira Asset Securities và SSI Securities Corporation cho biết việc giảm lượng đầu tư chứng khoán của người nước ngoài cũng liên quan đến lãi suất cao của Mỹ, khiến cho việc đầu tư vào Mỹ trở nên hấp dẫn hơn và gây áp lực lên đồng tiền Việt Nam. VOA cho biết thêm, dữ liệu của chính phủ cho thấy bất chấp tình trạng hỗn loạn chính trị, cam kết đầu tư trực tiếp nước ngoài chủ yếu vào hoạt động công nghiệp vẫn ở mức cao trong năm nay, phần lớn do các công ty Trung Quốc dẫn đầu. VOA cũng dẫn lời của một chuyên gia tư vấn nước ngoài tại Việt Nam giải thích, việc đầu tư sản xuất thường được quyết định trước nhiều tháng hoặc nhiều năm. Đồng thời, người này lưu ý rằng tác động của những phát triển gần đây chỉ có thể được nhìn thấy trong dài hạn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Rung chuyển chính trường khiến nhà đầu tư ngoại bán ròng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cùng với Tô Chủ tịch, nhà nước cảnh sát của Việt Nam sẽ lên tầm cao mới. Hiện nay dù báo chí lề đảng vẫn cầm như thóc, nhưng mạng xã hội và truyền thông quốc tế đang rộ lên tin đồn Tô Đại tướng của Việt Nam sẽ trở thành Chủ tịch nước. Mà ở Việt Nam, cho dù đôi khi khá hỗn loạn, nhưng tin đồn vẫn luôn có độ khả tín nhất định. Một số nhà quan sát chính trị quốc tế cho rằng nếu ông Tô Lâm lên vị trí Chủ tịch nước, vị trí nguyên thủ đại diện cho hình ảnh quốc gia trước cộng đồng quốc tế thì ấn tượng về nhà nước cảnh sát hay nhà nước công an trị của Việt Nam sẽ đậm hơn trong mắt quốc tế. Trong mắt quốc tế, Tô Lâm với cái miệng há to, đớp miếng thịt bò giác vàng, với đôi tay vung vẩy chỉ đạo những cuộc bắt cóc xuyên quốc gia, với nụ cười dối trá lừa cả lãnh đạo của Slovakia để mượn máy bay, có thể để lại ấn tượng gì tốt đẹp.
Tô Chủ tịch có đủ tầm để sánh vai với đại tá Gaddafi. Trên thế giới, chỉ có các quốc gia độc tài thì tướng tá quân đội mới trở thành nguyên thủ như đại tá Gaddafi của Libya hay thủ tướng đương nhiệm của Myanmar, thủ tướng quân đội Min Aung Hlaing. Việt Nam, dưới sự lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản thì sự xuất hiện của các nguyên thủ quốc gia xuất thân từ các lực lượng vũ trang là điều dễ hiểu. Từ ngày Đảng Cộng sản cầm quyền đến nay, cách quản trị nhà nước của đảng vẫn luôn theo mô hình nhà nước cảnh sát, ngay cả trong giai đoạn mở cửa, giai đoạn được cho là cởi mở nhất của chính quyền. Thuật ngữ nhà nước cảnh sát dùng để chỉ một nhà nước sử dụng lực lượng cảnh sát để kiểm soát và có tính áp bức đối với đời sống chính trị, kinh tế, xã hội. Người dân sống trong một nhà nước cảnh sát phải chịu sự hạn chế về việc di chuyển, hạn chế quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt. Thường bị theo dõi, bị sách nhiễu, ngăn chặn. Những việc này thường được thực hiện bởi một lực lượng cảnh sát mật vụ với những hành vi vượt quá mức độ cho phép của pháp luật. Đối chiếu với khái niệm trên, dễ dàng chứng minh nhà nước Việt Nam là một nhà nước cảnh sát. Hình ảnh biếm họa Tô Lâm ăn bò giác vàng. Mọi quyền về dân sự và chính trị của người dân Việt Nam đều bị chính quyền ngăn cấm. Ví dụ như quyền tự do lập hội, quyền thành lập công đoàn độc lập. Cho dù nhà cầm quyền đã nhiều lần cam kết với quốc tế thông qua các hiệp định thương mại như Hiệp định Thương mại Tự do EU Việt Nam EVFTA hay Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, nhưng họ vẫn tìm cách dây dưa kéo dài thời gian thực hiện. Thậm chí mới đây, nhà cầm quyền còn túm cổ ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động, vì tội dám thúc đẩy quyền được thành lập công đoàn độc lập của người lao động. Ngoài ra, việc Việt Nam đang giam giữ hàng loạt nhà báo khiến Tổ chức Phóng viên Không Biên giới AFS liên tục xếp Việt Nam đội sổ trong bảng xếp hạng của các quốc gia về tự do báo chí. Tất cả những điều này đều là chỉ dấu của một nhà nước cảnh sát. Tuy nhiên, nhà nước cảnh sát cũng có nhiều cấp độ khác nhau. Nếu trong nhà nước cảnh sát, chính phủ do những lãnh đạo dân sự điều hành, thì mức độ tôn trọng luật pháp sẽ cao hơn. Còn do một tướng lĩnh cầm quyền, thì mức độ độc đoán, chuyên quyền sẽ cao hơn. Hình ảnh nụ cười hả hê sau các chiến công sát máu của Tô Lâm. Dù ở Việt Nam, chức chủ tịch nước chỉ thiên về tính nghi lễ hơn là thực quyền, nhưng nếu chức vụ này rơi vào tay Tô Lâm, thì có thể câu chuyện sẽ khác. Ở vị trí Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm đã làm ra những chuyện kinh thiên động địa, như việc sang tận Berlin để bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, như chốn không người, sang Thái Lan bắt cóc Trương Duy Nhất, rồi Đường Văn Thái đem về nước, coi khinh cả cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc. Rồi vụ tấn công theo kiểu đột kích vào thôn Hoành lúc rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, bắn chết cụ già 84 tuổi đang trong phòng ngủ nhà riêng của cụ, khiến cả người Việt và quốc tế đều bàng hoàng. Món nợ máu này phải tính lên Tô Lâm. Phải thừa nhận về mức độ sắc máu, mặt dày và gian manh, Tô Đại Tướng trong tương lai gần sẽ là Tô Chủ tịch, ăn đứt các bậc đàn anh, các vị tiền bối của ông. Với một nguyên thủ quốc gia có bề dày thành tích như vậy, làm sao Việt Nam có thể đem lại ấn tượng tốt đẹp cho cộng đồng quốc tế? Làm sao các nhà đầu tư có thể yên tâm rót vốn đầu tư vào Việt Nam? Hơn nữa, khi quyền lực quốc gia rơi vào tay một kẻ chuyên quyền, thì việc thâu tóm kiểm soát nền kinh tế chắc chắn cũng sẽ lên tầm cao mới. Mà câu chuyện Xuân Cầu Holdings chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi. Như vậy, làm sao Mỹ và các nước phương Tây dám công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo.d với bản tin Cùng với Tô Chủ tịch, nhà nước cảnh sát của Việt Nam sẽ lên tầm cao mới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo.d